Rồi em chào mọi người ha. Đây hôm nay khui thêm hai thùng nữa. Hai thùng này là cũng tầm là gần 300 đô mọi người nha. Một thùng tầm 100 mấy đô nha mọi người. Đây. Nói chung là ngày nào em cũng khui tầm 2 đến 3 thùng. Nhưng mà không có thời gian vay, hôm nay em vay sơ cho mọi người ha. Đây nè. Khui như vậy mới hàng nó nhiều ha. Đây. Hàng mới khui ha. Cả 6 nè, cả 6 nè. Này hàng này, hàng này là có sáu nhiều nha mọi người, sáu nhiều lắm nha, còn là cá sấu không, cá sấu trắng. Sấu này make in Việt Nam hàng chính hãng, nhiều lắm, cái này mới là mở hàng đầu thôi mọi người. Cá sấu nữa nè, mọi người thấy không, cái lô này mọi người chuẩn bị hốt cá sấu nha, chuẩn bị hốt cá sấu nha, đây đẹp lắm. Chính hãng mọi người thấy không, chuẩn bị hốt cá sấu nha. Đây cá sấu không, còn về nai đáp puma thì miễn bàn rồi mọi người, nó vô số kể rồi. Mấy cái này toàn là nai đáp, nai đáp puma không, đây nè, chủ yếu là cá sấu thôi. Ôi coi cá sấu mà, độc quá. Tem mã chính hãng cho mọi người bằng vàng, nhiều lắm nha. Cái bao này mới khui vài công đầu thôi mà cá sấu như vậy rồi mọi người. Tại vì hàng này mọi người biết sao hàng này mà cá sấu nhiều không, hàng này hàng em tiện nha, chứ không phải lấy thùng nữa. Mình lấy thùng thì nhưng mà tiện từng đôi nhé, phải bắt buộc điện video tiện từng đôi nên cá sấu nó nhiều vậy đó mọi người nha. Rồi tí em nhờ người vay để em cắt một thùng nữa nha. Thôi xem nha. Từ từ rồi lại. Rồi em sẽ cắt ra một bao thêm cho mọi người nha. Quay ngay vậy, quay sát vô cũng được. Đây, mình là xem cái đầu kiện nè. Nha, cái đầu thôi là cái sáu nè, thấy không, à, mới cắt liền cái này chết mắt của nhà còn bằng ha. Ha, ha, ha. Cái này về nói là chim nó mới cắt ra là cái sáu rồi, nói chung là cái sáu hơi nhiều nha bà con nè. Về nay đó là những bàn nha, đây nè cái sáu nè, quay hàng nào, quay hàng nào, quay xuống quay hàng cho nó gần đầu. Đây nha mọi người, nay nha mọi người. À, người ta xem miễn phí nha em đó. Nay nha mọi người ơi. Nha, quay nhà anh rồi. Đây. Đó. Cái xấu đó mọi người ơi. Nó nai đáp này kia là bao nhiêu. Đây nè. Quay đây cả đi nha. Đây. Đẹp luôn, hàng này chuẩn bị nha mọi người, bao là bao hấp dẫn cho mọi người nha. Đây, bao hấp dẫn cho mọi người nha. Hôm nay nè, quay sát vô, mấy kinh Thái Lan nè. Thấy không? Cá sấu nè, mọi người thấy không? Ui, giờ cá sấu nhiều quá. Rất là nhiều, nai đáp thì rất là nhiều rồi. Rồi, quay nghe anh nè. Rồi vậy nha, anh sẽ tắt máy nha mọi người nha, để em làm hàng, để chuẩn bị khi nào em lên sóng anh sẽ thông báo. Mọi người nhớ bấm theo dõi. Và thích trang còn YouTube thì mình bấm đăng ký giùm em nha. Rồi, em chào tạm biệt mọi người. Rồi, bye bye.